Bác được mượn lời thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Cường cho tâm sự về sự chia cách vĩnh viễn của một cuộc tình khác, nhưng cũng là sâu kín trong lòng của người đa tình đẹp trai như nhạc sĩ Quốc Dũng. Đường xưa sẽ được gửi đến chúng ta qua tiếng hát của nữ ca sĩ đến từ thành phố Nha Trang ạ. Thái Hòa, xin mời Thái Hòa một lần nữa trở lại với Trần Ca Hà Nội. Thái Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý trình khách. Xa vắng rồi những khi đến người.